Cảnh sát Philippines hôm qua cho biết 3 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng nhằm vào điểm bỏ phiếu tại một khu vực đông dân cư ở miền nam nước này. Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh hàng triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày. Theo giới chức Philippines, những kẻ tấn công đã nổ súng vào lực lượng an ninh hỗ trợ hoạt động bầu cử tại thành phố Buluan thuộc tỉnh Maguindanao trên đảo Mindanao, nơi có nhiều nhóm vũ trang trú ẩn. Vụ nổ súng khiến 3 nhân viên an ninh thiệt mạng và một người khác bị thương. Trước đó một ngày, một loạt vụ nổ lựu đạn cũng xảy ra ở tỉnh Maguindanao khiến 9 người bị thương. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức địa phương khẳng định cuộc bầu cử vẫn diễn ra theo kế hoạch. Hơn 37.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Philippines đã mở cửa từ 6 giờ sáng ngày 9 tháng 5 và đóng cửa vào lúc 19 giờ cùng ngày theo giờ địa phương. Khoảng 65,7 triệu cử tri đủ tư cách để bầu cử sẽ bầu ra tổng thống, phó tổng thống, 12 thượng nghị sĩ, hơn 300 thành viên hạ viện và hơn 17.000 quan chức hội đồng địa phương.